Vậy là ta hai đường, ta hai hướng, phải không em? Vậy là em theo chồng, em cất bước bỏ lại tôi. Dạng dòng tôi cho mượn, em có tính trả tôi không? Xăm xe xăm vàng, biết bao thứ tiền. Lần đầu 20 triệu em yêu nói để bơm mong, rồi lần đưa 5 triệu em yêu nói làm bờ môi, rồi lần sắm chân mài căng mí mắt vú em nắng. Biết bao thứ tiền bây giờ em lại quên. Nàng bỏ tôi đi em lấy chồng, ngồi đây tôi ôm nợ một đống. Tại tôi đây quá ngu vì yêu không nghĩ suy, giờ đây tôi phải cài tội trả nợ. Thằng chồng em nó giàu, em kêu nó trả cho tôi. Vì người em nó xài, tôi có rớ gì được em? Và còn những thứ tiền tôi không tính đó em yêu. Bữa nay lấy chồng, em yêu trả nợ không? Giờ đây tôi phải cài tội trả nợ. Thằng chồng em nó giàu, em kêu nó trả cho tôi. Vì người em nó xài, tôi có rớ gì được em? Và còn những thứ tiền tôi không tính đó em yêu. Bữa nay lấy chồng, em yêu trả nợ không? Và còn những thứ tiền tôi không tính đó em yêu. Bữa nay lấy chồng, em yêu trả nợ không?